Dạ, chào kênh là TK, chào toàn thể cô chú anh chị gần xa trên mọi miền tổ quốc ha. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi kênh cũng như đã ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Thì ngày hôm nay thì nhà vườn hoàng em có giao lưu với cô chú anh chị nhiều loại cây ha cô chú anh chị. Mai vàng, đặc biệt là hôm nay là có ổi tàu ha. Ổi tàu em có 4 cây, mai vàng có 4 cây. Điệp lào lá lớn, điệp lào lá gí, mai chiêu thủy kim giòn có 2 bụi ha cô chú anh chị, và một bông trang cũng như là nguyệt quế để cùng giao lưu với cô chú anh chị. Địa chỉ nhà vườn là tại An Phú, An Lạc Tây, Cái Sách, Sóc Trăng ha cô chú. Dạ, số điện thoại của nhà vườn là 0917899593. Dạ, đến với mã số 1 ha cô chú. Dạ, mã số 1 này là cây mai vàng. Một cây mai vàng, em chừa lá là cây này 5 cánh nha cô chú, mà 5 cánh cái bông lớn lắm nha cô chú. Cây này em thấy được mặt bông. Dạ, chiều cao là 1,5 m. Thoát thân là 90. Chiều cao 1,5 m ha cô chú. Đó. Em đo hai vị trí ha. Cái vị trí này đó là 35 á cô chú. 35. Đo trên này ha. Dạ, ngay vị trí này là 27. Mai vàng ha cô chú. Dạ, mã số 1 này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình trên toàn quốc có giá là 2.900.000. Em bao phí ship ha. Dạ, rồi đổi cây. Dạ, cây số 2. Cây số 2 là cũng là một cây mai vàng á cô chú. Cây mai vàng này nó xù khoảng 50% á cô chú. Vàng. Mai vàng. Dạ, chiều cao của em nó là 6,8. Đó, xù nu quá trời hả cô chú. Cái này gì vừa ghép lắm ha. Dạ, hoàn thân là 20. Dạ, cái mai này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình trên toàn quốc có cái giá là 800.000. Em bao phí ship ha. Quá rẻ luôn cô chú ơi. Dạ, rồi đổi cây. Dạ, cây số 3. Cây số 3 cũng là cây mai vàng nữa ha cô chú. Trực lắc ha. Dạ, lắc lượng. Quá đã luôn. Cái này em báo 5 cánh hết nha cô chú anh chị. Dạ, chiều cao là 1,4 m. 5 cánh nhưng mà dòng là bông này mai này thì lá cành bự không, cành to không hả cô chú. Dạ, hoành thân ngay vị trí này đó là 22. Lắc. Dạ, cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình có giá là 1.200.000. Em bao phí ship. Bao ship bao sống hả cô chú. Dạ, mã số 4. Mã số 4 là cây điệp lào. Điệp lào lá lớn hả cô chú. Bông này khoảng cả chừng tuần nữa là nó nhiều dữ lắm rồi. Tại vì cái này em cắt nó mới ra đợt đầu nên nó không bông nhiều. Đây. Này nè, sắp tới đây nó nở nhiều lắm. Rất là đẹp hả cô chú. Dạ, chiều cao là 1,4 m đó cô chú. Tán ngang của em nó là 1 m. Dạ, hoành thân là 12. Dạ, cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình có giá là 1.100.000. Em bao phí ship. Dạ, bao ship bao sống toàn quốc luôn hả cô chú.
Dạ, cây mã số 35 cũng là cây điệp lào đó cô chú. Đó. Cây này thì nó ra được, nó chưa ra rộ. Cây này cũng khoảng tuần nữa là trên cây rộ bông dữ lắm. Dạ, chiều cao cũng khoảng 1,4 m cô chú. Đó. Điệp lào. Dòng này là siêu hoa xuyên hai dữ lắm nha cô chú. Dạ, thoát thân của em nó là 34. Em đo bình thân cho này ha. 10 á cô chú. 10. Dạ, đế nôm đẹp đó, rất là đẹp. Dạ, cây mã số 5 này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình có giá là 1 triệu đồng. Em bao phí ship. Dạ, cây mã số 6. Cây mã số 6 cũng là cây điệp lào nữa cô chú anh chị. Đó. Điệp lào, cây này thì tương đối rất là đẹp ha cô chú anh chị. Dạ, chiều cao khoảng 1,3 m. Tán rộng của em nó là khoảng 93. Dạ, hoàng thân của em nó là 10. Đó. Đế đẹp, rất là đẹp. Dạ, cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình có giá là 1 triệu 200 ngàn. Em bao phí ship cây số 6. Bao sống bao ship các cây này em bao sống bao ship 3 tháng hết hết cô chú anh chị. Dạ. Cây số 7 là cây ổi tàu hết cô chú anh chị. U nặng quá cô chú anh chị ơi. Cây ổi tàu. Cây sống thẻ ha nè, đọt. Dạ, chiều cao là 1,5 m. Này thì nó có 7 tay ha cô chú, 1 2 3 4 5 6 6 7 7, 7 tay ha. U nặng quá chừng luôn. Lâu lâu em mới có được cái lô ổ tàu mà em ưng ý cô chú anh chị. Giá cũng tương đối là dễ chơi ha. Dạ. Dạ, hoành thân ngay vị trí này nó là 21. Ổi tàu. Ổi tàu lá nó nhỏ như lá mai chiếu thủy kim giòn, nhưng hồi nữa sẽ có cây có lá của chú anh chị. Dạ, cây mã số 7 này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình có giá là 1 triệu 600 ngàn. Em bao phí ship. Dạ, cây số 8. Cây số 8 cũng là cây ổi tàu hết cô chú anh chị. Đó. Dạ, chiều cao là 1,3 m. Hoành thân là 26. Dạ, cái này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình có cái giá là 1 triệu. Nó không đẹp bằng lắc lượng bằng cây nãy cô chú anh chị. Hoành thì nó lớn hơn. Dạ, cây mã số 9 cô chú anh chị, cây mã số 9 là cũng là cây ổi tàu. Dạ, clip này thì em có 4 cây. Cây này rất là lớn luôn cô chú anh chị ơi. Cây này là xưa giờ là em thấy cây ổi tàu mà cây được bay lớn nó là em thấy cũng lớn, không biết cô chú anh chị thấy cây lớn hơn không nữa thì không biết ha. Nhưng mà em thấy cây này là em thấy là nó lớn nhất rồi, xưa giờ em thấy. Dạ, chiều cao là 1,5 m. Đó. Quá đẹp luôn. Dạ, hoàng thân ngay vị trí này là 38 nè cô chú. 38. Đó. U nặng dữ lắm cô chú ơi, cái này về vô chậu cái là hết sảy luôn. Dạ, cái này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình có giá là 2 triệu 200 ngàn. Em bao phí ship ha. Dạ, cây mã số 10. Đây, cây này thì nó có lá cô chú. Đây là cây số 4 của những cây ổi tàu. Mã số 10 á cô chú. Cây mã số 10. Cây này ổi này ăn được á cô chú. Trái nó bằng ngón giò cái.
Dạ, chiều cao của em nó là 1m28. Trái nó bằng món giò cái, ruột nó hồng hồng. Dạ, ăn cũng rất là ngon. Này mà vừa trồng kiểng này vừa ăn trái luôn hả cô chú? Dạ, hoành thân là 21. Đó, quay cái lá, lá cái gì đó. Dạ, cây mã số 10 này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình có cái giá là 1 triệu 400 ngàn hết cô chú. Em bao phí ship ha. Đó, ở tàu. Dạ. Dạ, cây mã số 11 là cây điệp lào hết cô chú, trở lại điệp lào ha. Đó. Dạ, chiều cao là 1m15. Cây điệp lào này tương đối bông cũng bữa nay nhiều quá lắm hả cô chú. Sau khi nó ra đủ đọt ra đó, thì nó sẽ cho hoa liên tục ha. Dạ, hoành thân là 13. Dạ, cây mã số 11 này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình trên toàn quốc có giá là 950 ngàn, em bao phí ship ha. Dạ rồi, đổi cây. Dạ, cây mã số 12 là cây nguyệt quế. Nguyệt quế cô chú. Đó. Cây này nó mới rớt xuống đợt bông rồi. Dạ, chiều cao của em nó là 99. Hoành thân là 50. Cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình có giá là 1 triệu 200 ngàn. Em bao phí ship hết cô chú. Rồi, đổi cây. Dạ, cây số 13. Cây số 13 là cây điệp lào hết cô chú. Cây rất là đẹp luôn cô chú ơi. Cái thế ha, cây này thì tàn nó chưa đều. Dạ, chiều cao là 72. Hoành thân là gần 13 ha cô chú, tính 12 ha. Đó. Dạ, cây này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình có giá là 850 ngàn. Em bao phí ship. Cây số 14. Cây kim quýt hả cô chú. Cây rất là dễ thương luôn. Kim quýt. Nãy em quên giới thiệu cây kim quýt đầu clip. Dạ, chiều cao là 39. Tán ngang là 33. Hoành thân là 17. 290 ngàn. Dạ, cây kim quýt mã số 14 có giá là 290 ngàn hết cô chú. Dạ, nguyệt quế mã số 15. Mã số 15 là cây nguyệt quế lá sống bông chùm hết cô chú đó. Cây sống rất là khỏe ha. Dạ, chiều cao là 89. Hoành thân là 43. Cây này em bán thu hồi vốn hả cô chú anh chị. Bao ship bao sống toàn quốc có giá là 750 ngàn. Dạ, cây số 16 là cây điệp lào lá rí. Clip này thì em có cây điệp lào lá rí màu hả cô chú. Đây, nụ nó đây. Dạ, chiều cao là 79. Cây này có hai thân ha cô chú anh chị. Em đo một thân nhỏ thôi ha. Dạ là 7 ha cô chú. Đó. Dạ, cây mã số cây điệp lào lá rí này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình có giá là 590 ngàn. Em bao phí ship ha. Dạ rồi. Dạ, cây số 17 là cây nguyệt quế lá sắn bông chùm. Đó.
Dạ chiều cao là 7.3. Quanh thân là 35 á cô chú. Đó, tầng đa ha. Dạ cái mã số 17 này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình có giá là 750.000, em bao phí ship. Hai cây người quế đây là em thu hồi vốn. Dạ rồi đó cây. Dạ. Cây số 18 là cây mai vàng ha cô chú. Cây mai vàng. Dạ chiều cao của em nó là khoảng 2 mét đó cô chú. Dạ thoát thân là 1m05. Thoát thân là 1m05 hết cô chú. Dạ ngay vị trí này là 34. Nói trên này chút ha. Trên này là 29 hết cô chú. Đế cũng ổn hết cô chú. Đó. Dạ cây mai vàng mã số 18 này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình trên toàn quốc có giá là 3.200.000, em bao phí ship tận nhà cho cô chú anh chị mình ha. Dạ rồi đó cây. Không nổi đâu, con không nổi đâu. Dạ cây mã số 19. Cây rồi là mã số 18 đó cô chú. Cây này mã số 19. Cây mai chiếu thủy kim giòn á cô chú anh chị, bụi ha. Cây này là cô chú anh chị mình trang trí sân vườn là bài bản luôn á cô chú anh chị, rất là thơm. Mùi thơm rất là đã luôn. Dạ, chiều cao là 1m5. Tán rộng của em nó cũng 1m5 á cô chú anh chị. Phù hợp, rất là phù hợp với trang trí sân vườn cô chú anh chị mình trồng ở trong sân vườn ha. Dạ tổng vành của em nó là 90, tổng vành bụi của nó là 94. Đó. 94 hả cô chú anh chị? Siêu hoa, siêu hoa và xuyên hoa luôn, hình như là luôn luôn lúc nào trên cây nó cũng có bông hết á. Dạ mã số 18 này thì 19 này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình trên toàn quốc có cái giá là 3.500.000 cô chú anh chị. Rồi đổi cây luôn. Dạ cây mã số 20. Mã số 20 cũng là một bụi kim giòn ha cô chú. Hai bụi này nó là cặp ha, mà phu thê chồng vợ, cây bự cây nhỏ. Dạ chiều cao cũng 1m5 hả cô chú anh chị. Cây số 20 chiều cao 1m5. Tán rộng của em nó là 1m12. Dạ hoành thân của em nó là 61. Tổng hoành thân á cô chú anh chị. Dạ. Đó. Cây mã số 20 này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là có giá là 2.000.000. Cô chú anh chị chốt hai cây này luôn đó thì em có giá hữu nghị cho cô chú anh chị ha. Dạ. Dạ cây mã số 21 là cây clip. Cây bông trang đỏ lá nhỏ trang xưa mình ha cô chú. Đó. Cây này đã rồi có anh kia ảnh chốt xong rồi anh đi công tác tới giờ anh nó máy luôn rồi, thôi em giao lưu lại ha. Dạ chiều cao là 1m4. Tán rộng là 1m08. Đi công tác rồi xong rồi em điện rồi, không thấy gì hết trơn, thôi em giao lưu lại hết cô chú anh chị, nếu anh thấy được thì alo lại với em ha. Dạ hoàn thân là 17. Bán bằng cái giá của anh đó trả luôn hả cô chú anh chị. Dạ. Cái này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình có giá là 1.100.000. Dạ cũng là cây clip, em kính chúc cô chú anh chị xem kênh thật nhiều niềm vui, cũng như là cảm ơn cô chú anh chị. Em xin nhắc lại là số điện thoại của em
0917899593. Chúc cô chú anh chị xem kênh thật nhiều niềm vui ạ. Cảm ơn cô chú anh chị.